vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Lao Động. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần qua. Chiều ngày 31 tháng 10, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Thảo luận về nội dung này, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, đoàn tỉnh Trà Vinh đề xuất người trên 60 tuổi chưa tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đại biểu cũng đề xuất thêm đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là người thoát nghèo. Đại biểu nêu thông tin, hàng năm cả nước có 300.000 người thoát nghèo, trong đó có khoảng 150.000 người vẫn còn gặp khó khăn trong tài chính. Hiện nay, việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể thực hiện online trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn. Theo quy định, người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hàng tháng nếu thuộc trường hợp ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Người lao động phải thông tin cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm về lý do không phải trực tiếp đến thông báo và trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Sáng ngày 1 tháng 11, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương. Tại chương trình, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm 1 triệu tiền mặt và 300.000 đồng quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Mekong. Thỏa ước lao động tập thể được xem như một luật con trong doanh nghiệp, sau khi đã được ban hành sẽ có giá trị bắt buộc cả người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện đúng. Vì thế, nhiều công đoàn cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thương lượng đưa các phúc lợi cho đoàn viên người lao động vào thỏa ước lao động tập thể như tăng lương mỗi năm một lần cho người lao động, hỗ trợ tiền phụ cấp ngoài lương cho tất cả người lao động, hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đi nghỉ mát cho tất cả người lao động ít nhất một lần trên một năm. Thưa quý vị và các bạn, thu nhập ít ỏi nên đa số công nhân đều mong muốn nhà nước có những chính sách hợp lý để công nhân, người lao động có thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long ở Đông Anh, Hà Nội, mỗi tháng chị Nguyễn Thị Tuyết cùng chồng chỉ kiếm được khoảng 15 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tiền học hành cho con cái và tiền gửi về quê cho bố mẹ, mỗi tháng gia đình chị cũng không tiết kiệm được là bao. Chính vì vậy, giấc mơ an cư lập nghiệp, có một căn nhà ở xã hội, chị cũng chưa dám nghĩ tới. Thì nói chung là hầu như mọi người đều có muốn mua nhà ở đây hết. Vì nếu mà cần công ty là cái thứ nhất này, cái thứ hai là mình cho con đi học sẽ dễ dàng hơn. Một tháng ít nhất sẽ phải hết hơn một lương của một người. Hơn lương của một người, ví dụ như bản thân mình là hơn 7 triệu, 8 triệu gì đấy cũng sẽ phải hết hơn một phần lương đấy. Nếu mà để nói tiết kiệm được thì giỏi lắm thì tiết kiệm được 2 triệu một tháng là nhiều. Với mức lương bây giờ như các bạn cũng đã thấy, bọn tớ ở cũng đâu có phải là nhà trọ là sạch đẹp hay là sang khang trang gì đâu, cũng là rất là bình dân thôi. Cái khả năng mua nhà ở xã hội thì thực sự là rất khó, không thể làm được. Cũng làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, nếu tính cả tăng ca, mỗi tháng chị Nguyễn Thị Trang ở Nghệ An có thể kiếm được khoảng 10 triệu đồng. Dù đã từng tìm hiểu để mua nhà ở xã hội, nhưng với mức thu nhập hiện tại, chị Trang cũng chẳng dám kỳ vọng về việc mua nhà. Mình cũng đã từng tham khảo cái nhà ở xã hội rồi, nhưng mà để mà so với cái giá cả như thế thì mình thấy nó cũng hơi khập khiễng so với lại cái mức lương của công nhân. So với cái đời sống ở đây, để mà mua nhà an sinh xã hội thì nó hơi khó, thì là chỉ có bây giờ thì là tích góp để về quê thôi. Thu nhập ít, không mua được nhà ở xã hội nên không ít công nhân, trong đó có cả các hộ gia đình 3-4 người, phải sống trong những căn nhà trọ chật hẹp như thế này. Vì vậy, đa số mọi người đều mong muốn nhà nước có những chính sách hợp lý để công nhân, người lao động có thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, câu hỏi của bạn đọc gửi tới như sau. Có ý kiến cho rằng, người lao động và doanh nghiệp làm việc sau khi có thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết thì không có nghĩa vụ phải tuân theo thỏa ước lao động tập thể này. Như vậy có đúng không? Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ giúp chúng ta giải đáp ngay sau đây. Thưa các bạn, về điều này thì điều 79 của Bộ luật Lao động cũng có quy định về thực hiện cái thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Thứ nhất đó là cái người sử dụng lao động, bao gồm cả người lao động vào làm việc sau cái ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thì có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các cái thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực.
Cái thứ hai, trường hợp cái quyền và nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước cái ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực hơn, thấp hơn so với quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể, thì phải thực hiện theo cái thỏa ước lao động tập thể quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với lại cái thỏa ước lao động tập thể thì phải được sửa đổi làm sao cho nó phù hợp, và trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo cái nội dung tương ứng cái thỏa ước lao động tập thể. Cảm ơn những giải đáp vừa rồi của luật sư. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc câu hộp thư tòa soạn a.laodong.com.vn. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.